Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP cho biết, có nhiều khả năng năm 2017 Trung Quốc, bao gồm cả thị trường Hồng Kông, sẽ vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu cá tra nhiều nhất của Việt Nam. Theo Vasep, trong 2 năm liên tiếp, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng trưởng không ngừng. Tính đến hết tháng 10 năm 2016, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt 235,5 triệu đô la Mỹ, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Theo văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu cá tra của Trung Quốc là rất lớn do giá cả của Việt Nam phù hợp Trung Quốc đang đứng thứ ba trong số những thị trường chính nhập khẩu cá tra Việt Nam với thị phần chiếm 14,8%, sau Mỹ 23,7% và EU 16,8%. Theo dự báo của VASEP, trong năm 2017, xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn và giá trị xuất khẩu sẽ không tăng trưởng mạnh như năm 2016. Điều này có thể dẫn đến khả năng Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam trong năm 2017. Tuy cây trồng chỉ cho thu hoạch một năm một vụ, giá trị kinh tế thấp, nhưng cây atiso được người dân duy trì trồng như một sự gắn bó trong quá trình canh tác của mình. Vào thời gian cao điểm, diện tích atiso ở Đà Lạt phát triển gần 100 hectare. Tuy nhiên hiện nay, con số đó đã giảm xuống còn 60 hectare.